liên tiếp giành huy chương vàng karate giải cơn khát cho đoàn thể thao Việt Nam. Karate liên tiếp giành huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nữ và nam để giải cơn khát cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 32. Hôm nay, mùng 6 tháng 5, SEA Games 32 bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc diễn ra tối qua. Đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua cơn khát vàng trong buổi sáng khi chỉ có được các huy chương bạc và huy chương đồng ở các môn vô vi nam, marathon và cờ ốc. Phải tới đầu giờ chiều, karate mới mở hàng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam với chiến thắng ở trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ. Các võ sĩ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã vượt qua đối thủ Indonesia khi đạt 41,2 điểm. Ngay sau đó, karate Việt Nam tiếp tục báo tin vui khi Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt, Anh giành huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nam khi đạt 41 điểm và vượt qua đội Indonesia 30,8 điểm. Như vậy, karate đã giải cơn khát vàng cho đoàn thể thao Việt Nam bằng hai tấm huy chương vàng liên tiếp.